Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiết bị Điện Thanh Tâm. Cái phần 4 này mình sẽ xoay quanh một chủ đề nhỏ nhỏ thôi, đó là hướng dẫn cài đặt cái thời gian, thời gian bật báo động và thời gian tắt báo động, và cái cách điều khiển để hẹn giờ bật tắt cho nó luôn. Ví dụ chúng ta hẹn 9 giờ tối thì sẽ bật báo động, và tới 6 giờ sáng thì sẽ tắt chức năng báo động đó, thì nó chỉ báo động trong thời gian ban đêm thôi, ví dụ vậy. Và mình sẽ làm thử cho các bạn xem cái phần thứ nhất ha. 1, 2, 3, 4. Please enter instruction. Rồi, các bạn nhập cái mã để mở bàn phím lên ha, để tiến hành vào cái quá trình cài đặt. Rồi, chúng ta nhập cái cú pháp là 33 chẳng hạn. Lúc tôi sẽ cài đặt lúc 10 giờ tối, tức là 22 giờ 0 phút. Mình sẽ cài đặt cho cái nhóm cái mã là 33 trước ha. 34, 35 thì các bạn sẽ làm tương tự. 33 lúc 10 giờ tối, tức là 22 giờ 0 phút. Rồi. Setting completed. Please enter instruction. Nó báo setting completed, tức là cài đặt nó thành công. Lúc 10 giờ là nó bật rồi đó. Giờ lúc 24 giờ thì nó sẽ tắt. Thì mình sẽ dùng cái mã là 36 ha. Dùng cái mã là 36 tương ứng là 36 24 00 thang. Setting completed. Đấy. Please enter instruction. Hiện giờ mình đã cài xong được một nhóm thời gian bật và tắt báo động. Thì sau đó các bạn hãy làm tương tự cho 34, 35, rồi 37, 38. Thì nếu các bạn muốn thử thì chúng ta có thể thử trong khoảng thời gian vài ba phút tới. Ví dụ bây giờ các bạn là 9 giờ tối đi, thì các bạn sẽ cài vào lúc 9 giờ 3 phút tối, tức là 3 phút nữa nó sẽ báo động. Rồi 9 giờ 5 phút thì nó sẽ tắt báo động. Ví dụ vậy, thì chúng ta cài thử để chúng ta thấy là tính năng nó hoạt động đúng như chúng ta giới thiệu hay không. Thì đó là cái cách để các bạn có thể trải nghiệm để làm thử đấy. Rồi sau chúng ta thử ta vọc ra hết thì mình có thể khôi phục cài đặt gốc, thì giống như cái phần 3 cái video mình đã hướng dẫn cái cách khôi phục cài đặt gốc cho cái bộ điều khiển trung tâm. Rồi tiếp theo thì đó là mình đi qua phần số 1, số 2 ha. Thì tiếp theo mình sẽ làm cái điều khiển hẹn giờ bật tắt. Thì nãy giờ mình cài đặt là qua bước 1, bước 2 mình cài đặt là thời gian bật, thời gian tắt rồi đúng không? Thì nó có một cái phần câu lệnh nữa, đó là phần câu lệnh 39 này. 39 rồi 0 hoặc 1. 0 tức là tắt cái tính năng hẹn giờ đó, và 1 tức là mở lên tính năng hẹn giờ, tức là hẹn giờ để tắt, để bật báo động hoặc để tắt báo động. Thì chúng ta có thể bật tắt cái tính năng đó. Rồi ví dụ mình làm ha. 1, 2, 3, 4. Mở bằng phím lên. Rồi mình dùng phím là 39 nha các bạn. 39 0 tức là off. Setting completed. Please enter instruction. Mình vừa nhấn là 39 và 0, tức là mình tắt cái tính năng hẹn giờ này. Rồi, cảm ơn các bạn và nhớ đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Tâm làm cái phần 5 và phần 6 tiếp theo. Tại vì trong cuốn hướng dẫn này mình còn cũng khá là nhiều cái phần cài đặt khác, ví dụ cài đặt số điện thoại, cài đặt tin nhắn, vân vân. Đấy, rồi cài đặt cái vùng báo động nữa. Mình sẽ làm video ngắn ngắn thế này thôi để cho các bạn tiện xem. Nếu dài quá thì cũng rất là khó để xem, để theo dõi ha. Rồi, cảm ơn cả nhà nha.